Chuyển sang những thông tin về kinh tế đáng chú ý. Từ cuối tháng 11 đến nay, tình trạng xe container bị ùn ứ xếp hàng dài diễn ra liên tục tại cửa khẩu thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Xe container ùn ứ tại cửa khẩu chờ xuất hàng sang Trung Quốc. Chủ xe phải bù lỗ cả triệu đồng mỗi ngày để chạy máy lạnh bảo quản hàng hóa và trả chi phí cho lái xe. Những chiếc xe container xếp hàng dài gần 3 km chờ qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Kho phục vụ kiểm đếm hàng hóa trong tình trạng chật cứng xe container. Nhà chức trách thành phố Móng Cái phải tận dụng bãi đất trống trước cửa khẩu để làm chỗ đỗ xe tạm thời. Anh Ban, 43 tuổi, ở Bình Định cho biết, anh lái xe container chở mít từ Tiền Giang và đã mắc kẹt tại Móng Cái hơn 4 ngày chưa được thông quan. Do là hàng trái cây nên mỗi ngày anh phải đổ hơn 80 lít dầu chạy máy lạnh để bảo quản hàng hóa. Mình chạy hàng trái cây từ trong Nam ra ngoài Bắc này, bỏ cửa khẩu Móng Cái này thì mình đi là đi mít ra, mít Tiền Giang. Thì mình ra đây là nói chung là cái cửa khẩu với cái dịch bệnh này ấy, thì cái hàng ấy nó chậm quá. Mà dịch bệnh này không đi ra ngoài được, đây đi ra mua hộp cơm đi bộ là cây số. Rất là khó khăn. Đấy. Mong sao mà các ban ngành, các cửa khẩu là tìm cách để giải quyết cho bên vận tải. Bà Trần Kim Phượng ở Long An là chủ xe container theo con trai chở Thanh Long thuê cho chủ hàng ra Móng Cái để xuất hàng sang Trung Quốc. Mỗi ngày, chi phí tiền dầu chạy máy phát bảo quản hàng hóa cùng với tiền ăn uống và thuê bãi đỗ mất đến cả triệu đồng. Đi sang Thanh Long mà hôm nay là 13 hôm rồi, là nằm tại ở bến này này. Là 13 hôm mà tình hình cứ liên lạc với chủ hàng thì cứ đầu này nói bên ngoài này thôi. Bây giờ chẳng biết nói làm sao, bây giờ dầu sắp sửa hết rồi cũng không biết mua ở đâu nữa. Mà mình đi mình chỉ vận chuyển hàng cho họ, mình lấy tiền cước nhưng mà tiền nằm, tiền bãi, tiền dầu mà ở mình hết là mình phải chịu hết. Rồi nhiều khi chủ hàng người ta có lương tâm thì không sao, nhiều chủ hàng họ bán không được, họ quay ra họ đập nhà xe. Bây giờ mong sao nhà nước can thiệp để cho xe cộ đừng bị nằm lâu quá như vậy. Việc ùn tắc khiến các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề khi phải tăng chi phí như bảo quản, lưu kho bãi. Theo báo cáo của Chi cục Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, hiện tại đang có trên 1.300 xe container bị mắc kẹt tại cửa khẩu. Trong đó có trên 300 xe chở trái cây nông sản như thanh long, mít, sầu riêng. Ngoài ra, còn khoảng 100 container hoa quả Thái Lan và 880 container hàng hải sản đông lạnh. Việc thông quan hàng hóa vẫn phụ thuộc vào phía Trung Quốc. Với số lượng container tồn đọng tại cửa khẩu Móng Cái đang được dự đoán sẽ tăng cao vào những ngày tới. Còn tại cửa khẩu ở Lạng Sơn thì rõ ràng tình trạng nghẽn hàng trăm xe hàng nông sản nhiều tuần nay đã và đang gây khó khăn không nhỏ đối với tiểu thương. Trước tình hình này thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan tập trung tháo gỡ các giải pháp quyết liệt hơn, kịp thời khắc phục tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán kiến nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương phía Trung Quốc triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thời gian thông quan tại các cửa khẩu để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông quan và xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành địa phương chủ động nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa và các vấn đề phát sinh tác động đến hoạt động giao nhận, thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa để có giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, đồng thời rà soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho phục vụ sản xuất tiếp theo. Với nỗ lực phục hồi thích ứng an toàn với dịch bệnh của các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa, ngành du lịch của tỉnh này đã kịp thời chuyển hướng khai thác du lịch nội địa và du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine. Và hiện nay việc này bước đầu có kết quả khả quan và tạo đà chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo vào đầu năm mới 2022. Ghi nhận sau đây của nhà phóng viên. Ngay khi đợt dịch thứ tư dần được kiểm soát, Khánh Hòa là một trong những địa phương tiên phong mở cửa lại hoạt động du lịch với nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa trong tháng 10 như Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa, Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam an toàn, Nha Trang biển gọi và chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ đầu tháng 11. Nếu như trong tháng 9 năm 2021, lượng du khách đến với Khánh Hòa chỉ đạt con số rất khiêm tốn là gần 4.000 lượt, thì tháng 10 tăng lên gần 14.000 lượt và trong tháng 11 là hơn 30.000 lượt.
đối với khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine, quy trình tổ chức đón khách đảm bảo các quy định theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đã xây dựng phương án và trên cơ sở các cái việc cung ứng dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa thì một số công ty du lịch lữ hành quốc tế đã xây dựng thông tin số lượng khách cũng như là thông tin một số các cái chuyến bay dự kiến từ đây đến cuối năm. Trên cơ sở đánh giá thực tế, triển khai thực tế ở tại địa phương này thì chúng tôi sẽ có cái báo cáo, sơ kết báo cáo Thủ tướng để có kịp thời có những điều chỉnh hay là có những cái quy định mới để cho nó phù hợp hơn và tạo điều kiện thuận lợi để cho cái hoạt động du lịch quốc tế nó sẽ được diễn ra tốt đẹp hơn, đẩy nhanh được tiến độ cũng như đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Sau hơn một tháng Khánh Hòa triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế, đã có 5 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga với gần 1.000 khách đến Khánh Hòa. Hiện đã có 39 doanh nghiệp là các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, điểm mua sắm, lữ hành vận chuyển tham gia đón nguồn khách này, đảm bảo các sản phẩm dịch vụ an toàn, chất lượng và đa dạng cho du khách. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ có khoảng 57 chuyến bay với khoảng 11.000 lượt khách từ các nước đến Khánh Hòa. Với cái khẩu hiệu mới đấy là sống trọn vẹn tại Việt Nam hay còn gọi là trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam mà từ tiếng Anh đó là Live Fully in Vietnam. Đồng thời chúng tôi cũng đã gửi cái toàn bộ cái bộ nhận diện của cái chương trình này tới các cái địa phương tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế cũng như một số địa phương đã có cái công văn đăng ký. Đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp cùng với một số các cái doanh nghiệp cùng một số các địa phương để tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá cái nội dung chương trình này. Song song với các chương trình xúc tiến của Tổng cục Du lịch, Khánh Hòa cũng sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch đến các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế. Hoạt động du lịch Khánh Hòa đang từng bước khả quan sau khi mở cửa trở lại và là một trong số những địa phương có tốc độ phục hồi tốt. Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ khi hoạt động trở lại cho đến nay, chưa xảy ra sự cố về dịch bệnh nào ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của du khách và người dân địa phương, phần nào đã khẳng định được nỗ lực xây dựng điểm đến Nha Trang Khánh Hòa an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách. Nghiên cứu của Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế Luật và Quản lý Nhà nước Đại học Kinh tế TP.HCM vừa công bố cho biết là trong giai đoạn từ quý 4 năm 2020 đến quý 3 của năm 2021 thì có khoảng 1,3 triệu lao động rời thành phố. Và trong đó thì ước tính có khoảng 230.000 người chưa có kế hoạch và khoảng 140.000 người sẽ không quay lại thành phố. Khảo sát nhóm lao động đã rời thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực Đông Nam Bộ cho biết, các yếu tố có vai trò quyết định trong việc quay lại nơi làm việc bao gồm điều kiện làm việc và thu nhập, điều kiện y tế, điều kiện sống và sinh hoạt, điều kiện học tập của con cái và thói quen cộng đồng. Người lao động được hỏi cũng lo lắng về nhiều khó khăn khi quay lại liên quan đến quy định về giãn cách không ổn định, việc đi lại và đáp ứng quy định phòng dịch, nhà ở và sinh hoạt, vấn đề xin việc làm. Tính toán từ cuộc khảo sát thực hiện trong giai đoạn ngày 8 đến ngày 30 tháng 10, nhóm nghiên cứu dự báo 377.000 người sẽ quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong quý 4, 520.000 người quay lại sau Tết, đồng thời là các chuyên gia ước tính khoảng 230.000 người chưa có kế hoạch, cùng với 140.000 người sẽ không quay lại. Trong nhóm lao động đã về quê, tỷ lệ ủng hộ quan điểm ở lại địa phương và cố gắng tìm việc phù hợp chưa bằng một nửa so với trở lại thành phố vì công việc và mưu sinh. Trong khi đó thì người thân của họ ở quê ủng hộ ở lại địa phương có tỷ lệ nhỉnh hơn so với việc tiếp tục lên đường phố thành phố tìm việc. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có hơn 4,7 triệu lao động làm việc trong các thành phần kinh tế. Làn sóng dịch lần thứ tư đã khiến hơn 545.000 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc. Công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo AI, robot và Internet vạn vật đang góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, để thực sự tận dụng được tiềm năng của các công nghệ mới này, tạo đà cho nền kinh tế số tăng trưởng, Việt Nam cần rất nhiều dữ liệu, sự tham gia của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, sự phát triển của các doanh nghiệp số khởi nghiệp. Hơn 15 năm qua, tập đoàn này đã tiên phong phát triển một số hệ sinh thái với hơn 20 sản phẩm số Make in Việt Nam. Đây là những nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt giải bài toán chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên các mảng như Marketing, Sales, Service, Operations, E-commerce và đặc biệt bằng ứng dụng AI, Big Data, Novaon cũng đang xử lý
phân tích dữ liệu thu thập từ thị trường để đề xuất chiến lược đầu tư phát triển cho doanh nghiệp. Công nghệ số sẽ là cái lực lượng mang tính nòng cốt, và Novon thì cũng xác định rằng là chúng tôi mong muốn trở thành một cái doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh tế số. Hai thì chúng tôi đi theo cái tiếng gọi từ chính phủ cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông, thì chúng tôi xây dựng những cái sản phẩm số Make in Việt Nam. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái hệ sinh thái gồm có hơn 20 cái sản phẩm số phục vụ cho các doanh nghiệp. Kinh tế số có 3 cấu phần: kinh tế số ICT, sản xuất phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông; kinh tế số Internet, kinh tế dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số, kinh tế chia sẻ; kinh tế số ngành, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, sản xuất thông minh, nông nghiệp, du lịch thông minh. Việt Nam đã xác định phát triển kinh tế số là trọng tâm chiến lược trong tiến trình phát triển quốc gia trong giai đoạn tới, trong đó đã xác định mục tiêu vào năm 2025, kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP. Niềm tin đó đến từ số lượng các doanh nghiệp số thành lập mới hay những doanh nghiệp kỳ lân. Cụ thể, trong năm 2021, số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt gần 64.000, tăng hơn là 5.000 doanh nghiệp mới. Thì khi mà có thị trường thì sẽ có công nghệ, sẽ có doanh nghiệp, sẽ có sản phẩm tốt. Và vì vậy thì cái giải pháp mà Bộ Thông tin Truyền thông tìm cách thực hiện ấy là cố gắng là đưa ra các bài toán, tìm ra những cái nỗi đau của xã hội, tìm ra những cái thách thức hiện nay của xã hội Việt Nam, mà từ đó thì định hướng dẫn dắt và thu hút cái sự tham gia của các doanh nghiệp cùng giải quyết các bài toán đấy. Và khi mà chúng ta giải quyết được bài toán ấy, thì chúng ta sẽ có một doanh nghiệp công nghệ số mới. Được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, một chính phủ tiến bộ và dân số trẻ ngày càng hiểu biết về công nghệ, nên kinh tế số sẽ đem đến nhiều tiềm năng để các startup khám phá và tạo ra giá trị. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế số ở Việt Nam cần có những điều kiện cần thiết về thể chế, bộ máy thực hiện và các nguồn lực. Tuy nhiên, tại Việt Nam, môi trường thể chế và pháp lý còn yếu, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, khiến các cơ quan quản lý nhà nước tỏ ra khá lúng túng trong quản lý các hoạt động kinh tế số. Đây là những rào cản đối với phát triển kinh tế số cần được nhanh chóng tháo gỡ. Nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá các cơn sốt đất khó xảy ra trong năm 2022 khi các thông tin về quy hoạch hạ tầng đã được hé lộ trong năm 2021. Những nguyên nhân khiến giá đất sốt nóng vừa qua đến từ các thông tin về nguồn cung, quy hoạch, sự thay đổi của điều kiện hạ tầng. Năm 2021, các kế hoạch phát triển về hạ tầng, quy hoạch đã được dần công bố. Sang đến năm 2022, các chuyên gia về bất động sản cho biết rất khó để xuất hiện những điểm nóng hạ tầng có thể tạo ra sốt. Năm 2022 chỉ có những tháo gỡ về mặt pháp lý cho các chủ đầu tư. Ngay cả tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ưu tiên một số lĩnh vực trọng yếu. Các tín hiệu có thể tạo ra sốt đất như các chỉ số kinh tế vĩ mô, các thương vị M&A, vốn FDI cũng không rõ ràng. Nếu dự án không được thực hiện hay không có thêm thông tin đáng tin cậy, giá sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với tiềm năng khu vực. Ngược lại, nếu được đầu tư, thị trường sẽ có thông tin để biết được mặt bằng giá có bền vững hay không, thậm chí giá cũng sẽ tăng. Các chuyên gia nhận định giá bất động sản năm 2022 sẽ đi vào thực tế hơn, tập trung ở những khu vực với những công trình phát triển bền vững hơn. Bản tin dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.